Vâng, xin chào các bạn. Thì hiện tại bây giờ hôm nay hai anh em chúng tôi tiếp tục đi lên rừng đi tìm lan. Và hôm nay thì đang là mùng 4 Tết nha các bạn. Thì sẵn dịp cái thời gian này là thời gian mình đang được nghỉ làm. Thằng em của mình cũng vậy luôn. Thì hôm nay hai anh em mình sẽ đi rừng tìm lan. Và hôm sau nữa thì anh em mình sẽ bắt đầu là đi vào rừng tìm lan và sinh tồn ở trong rừng vài ngày luôn. Đó, thì cái video này thì hôm nay anh em mình mới vừa vào rừng thôi. Và ở khu vực này cũng toàn là mum với tre thôi. Và sắp tới thì sẽ làm một cái video sinh tồn ở những cái khu vực mum tre nhiều như thế này. Mới vừa bước vào rừng thôi, bây giờ anh em mình mỗi người làm một trái bắp như thế này ăn để lót bụng cái đã. Rồi bắt đầu tiến hành di chuyển đi lên rừng tìm lan nha các bạn. Đây các bạn, ở phía dưới này nè là một cái cành cây khô nó rớt xuống nè. Đây, trong này quá trời lan luôn nha. Nhưng mà mấy cái loại lan này mình không có chơi cho nên cũng chẳng lấy về làm gì hết á. Đây các bạn thấy không, quá nhiều luôn, trên quá trời. Đây lan này nó ra bông rất là nhỏ. Ở nhà hình như cũng có một loại nè, đúng không? Nở quanh năm ấy. Dạ. Ừ, nở cũng đẹp lắm. Đây, khá đẹp nha các bạn. Này, ôi. Quá trời đây luôn nè. Anh em mình thì mới bước vào rừng thôi, nhưng mà đã gặp cái loại lan này thì coi như là bây giờ cũng đi lấy lọc đầu năm thôi. Đây, gặp lấy luôn cho nó hên, cho ngày hôm nay được nhiều lan quý hiếm. Bây giờ mình sẽ quay lên cây cho các bạn xem nha. Đây nè các bạn, nó nằm ở trên một cái cây cao như thế này nè. Bây giờ mình sẽ zoom máy lại cho các bạn xem. Đó, ở trên này rất là nhiều lan luôn. Nè, cây này thì cũng rất là cao. Đây, ở đây có thêm một cái cành nữa. Nó cũng rớt, nó còn nằm yên ở trên này luôn nè. Đâu, nó bị gãy nguyên cái ngọn. Nó gãy nguyên cái ngọn rớt xuống kìa. Đây các bạn thấy rõ chưa? Nè. Đấy, nhiều lắm. Mình sẽ qua bên đó coi thử còn cái gì không. Toàn là lan thường thôi, không có gì đặc sắc trong này hết. Đây. Ok, thôi lên đường đi tìm những loại lan khác thôi.
Các bạn, anh em chúng tôi đi được lên một tí xíu rồi. Đây là gần tới khu vực rừng già rồi. Thì phát hiện ra cái cây này là cây sâm câu. Đây là cái gốc của nó nè các bạn. Cây này cũng khá to, bằng ngón tay út á. Thì cái rễ dưới là cũng cũ khá to rồi. Đó. Đây là sâm câu lá to nè các bạn. Rồi. Nè. Thấy chưa? Nhưng mà để nó phát triển tự nhiên trong rừng luôn, không có nhổ nó. Đây. Bây giờ mình tiếp tục đi thôi. Rừng rậm quá các bạn ơi. Tìm chỗ mà chui rút cũng mệt. Coi bên nào nó thoáng thì đi qua thôi. Đây. Anh em thấy chưa? Đi rừng phê lắm. Các bạn ơi, anh em tôi đã phát hiện ra được hai cành lan. Đây, nó đang cầm cây nó chọt lên trên này. Đây. Các bạn thấy chưa? Đó. Nó đang lấy cái bụi lan giáng hương ở trên đó. Và cây bên này nữa cũng là lan giáng hương luôn. Đó, bây giờ mình sẽ phụ ngay mình nó lấy cái bụi lan nha các bạn. Lấy xong mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Từ từ đem đưa xuống, cột cái móc đã, cột cái cưa vô. Gãy cái cây là không có lấy được đâu. Rồi, ok. Đây các bạn ơi, mới lấy được cành lan giáng hương tam bảo sắc nè, hay còn gọi là quế tím nè các bạn. Đẹp cực kỳ luôn nha. Đây. Quá đẹp luôn. Ngày mình đang lấy thêm mấy cành nữa. Anh em mình đi rừng thì hạn chế leo trèo. Thứ nhất nguy hiểm, thứ hai nữa dưỡng sức. Cái nào mà bắt buộc phải leo thì mới leo thôi. Chứ còn đa số là chỗ nào mà có tre, có mum rồi đây nè các bạn. Đây. Đã bắt đầu chặt mấy cái này, hái nó xuống. Wow, đẹp không? Quá đẹp luôn. Được nhiêu đây rồi? Quá ok rồi. Đẹp cực kỳ luôn. Nè, ra hoa còn lại mấy cái trái này nè. Mấy cái trái này lấy về bắt đầu là rắc lên cây là bắt đầu nó mọc lại tiếp nha các bạn. Mà quả này to khủng lồ thật chứ. To ghê luôn. To khủng lồ quá. Ok, let's go đi thôi. Rồi bỏ cái đó vô bao thôi các bạn. Chuyến thu hoạch buổi sáng ngày hôm nay. Quá ok. Các bạn ơi, đi tìm hồi thì cũng phát hiện ra lan rồi. Và đây là cái cành cây nè. Các bạn thấy không? Nó rớt xuống nè. Đó. Nó khô lâu ngày rớt xuống rồi. Và ở phía dưới này có thêm một bụi lan thủy tiên, hay còn gọi là kiều vuông á. Thì bây giờ em mình nó gỡ cho các bạn xem nha. Đây. Khá to. Nhưng mà cũng sắp chết rồi. Đất không. Đó, nhưng mà cái này về vệ sinh rửa sạch sẽ thì trồng chăm sóc lại thì vẫn ok. Tại vì nó còn vẫn còn cái mầm gốc. Làm sạch sẽ đi rồi cắt rễ luôn. Vũ đất ra đi cắt rễ luôn. Nên sức sống ghê, bị to chứ này. To lắm. Đây các bạn thấy rõ không? Để máy quay sát lại nè. Đây, bụi khá to luôn. Này nó vẫn ra cái mầm con nè. Mầm con này trăm 2 năm. Không lấy thì để nó chết mất. Này mà lên trễ cả 1-2 tháng nữa là nó cũng chết rồi. Lấy về trồng ráng chăm sóc lại. Tại lan rừng thì nó hiếm, cho nên là để này nó cũng chết thì thôi lấy luôn. Ui cái cây này to. Cây to vất vả. To khổng lồ.
không có một cành lan nào trên cây này luôn. Ôi mệt quá. Ôi trời. Ôi trời. Cái cây này nó to mà đẹp ghê không các bạn. Đẹp dã man luôn. Mình chỉnh máy quay cho các bạn xem. Nè. To đùng, keo nghèo luôn. Đấy. Cây trong rừng đấy. Ở đây thì nó có rớt xuống là lan. Mấy cái này là lan trúc nè. Và cái này dán hương ta bảo sắc nè. Dán hương mà. Đây nữa. To đùng rồi nè. Thấy chưa các bạn? Đi rừng lượm lan dưới đất cũng khá là nhiều đấy. Đây rớt xuống nữa nè. Mà cái lan này thì đâu có ai chơi đâu. Thấy không? Nhiều lắm. Ôi, trên này cũng có đường à. Ghê vậy. Đâu cũng có đường đi hết trơn. Vâng, xin chào các bạn. Thì hiện tại bây giờ là hai anh em chúng tôi đã di chuyển vào khu vực giữa rừng già. Thì cái chuyến đi lấy lan hôm nay cho tới hiện tại bây giờ thì chưa có gì. Được ít lan thôi các bạn ơi. Ít lan thủy tiên này. Và dáng hương tam bảo sắc. Anh em mình đang mang một ít dáng hương tam bảo sắc nữa. Thì bây giờ đã là trưa rồi. Mà với thu hoạch như kiểu hôm nay thì chỉ gọi là tạm ổn cho cái lọc đầu năm thôi, chứ còn chưa được cái gì cả. Và hồi nãy cái khu ở phía dưới này một tí xíu thì phát hiện ra rất là nhiều đồ cổ đồ này nọ. Thì lên trên này thì nó hết rồi, nó không còn nữa và nó chỉ có một chòm nhỏ ở dưới đó thôi. Không biết là ở đó là cái gì. Hiện tại bây giờ thì anh em mình đang ngồi ở toàn chung quanh toàn là rừng tre nứa thôi. Và tre nứa này đi di chuyển thì rất là mệt và lan thì chắc chắn là nó sẽ không mọc trên này được rồi. Bây giờ nghỉ ngơi uống nước tí xíu thôi thì di chuyển lên trên kia thôi. Hy vọng là lên trên đó sẽ có nhiều cây hơn. Và lan thì sẽ có nhiều hơn. Chuyến đi hôm nay sáng giờ đi khá là xa rồi. Trước giờ đi chưa có lần nào mà đi xa như vậy đâu. Đó, nếu anh em nào mà đón xem những cái video của mình thì hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký để mình có thêm cái động lực làm thêm nhiều cái video tiếp theo. Trong này trong rừng sâu lắm luôn rồi. Ở đây là rừng rất là sâu rồi, hầu như không có người đi vô trong này. Chắc cả năm giờ không có luôn. Năm đi chắc được vài người. Nước thì sáng nay đem có một chai thôi. Bây giờ còn có nửa chai nước thôi. Nếu tí xíu nữa mà hết nước thì phải bắt đầu đi tìm con suối nào đó đổ đầy bình nước để uống á các bạn. Tìm suối đâu vô. Đi mò xuống ở phía dưới suối á. Rồi đổ đầy vô bình nước này bắt đầu là uống. Uống vừa thôi đồng chí ạ. Vừa thôi ông nội. Đi tí nữa chết dở đấy. Thật đấy, đi móc điều được biết rồi đấy.
em sáng giờ uống đâu có bao nhiêu. Nước sắp cạn kiệt rồi. Đói quá các bạn ơi, cho nên là phải chặt cái cây này để ăn. Ngọt cực kỳ. Ngon. Đi cái gì cái ngứa vãnh mõm này. Gãi không nổi. Ngọt cực kỳ luôn. Dừa không ngon bằng cây này đâu các bạn. Lỗi trắng cực kỳ luôn nè. À, đỡ hết nước rồi. Vâng, xin chào các bạn. Hiện tại bây giờ hai anh em mình đã xuống dưới suối rồi. Bây giờ đã là chiều lắm rồi. Và ngày hôm nay đi thì kết quả không được như mong muốn. Lan thì được ít thôi. Nói chung hôm nay đi hơi buồn một tí. Đây mình mới chặt xong cái đọt mây nè. Để tối nay về nướng nó lên rồi ăn cơm. Ngày hôm nay coi như đi lan thì không có. Chỉ để lấy được cái đọt mây này với lại cái cây, cái lỗi của cây cọ rừng đó các bạn. Về ăn thôi. Thì cái video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sắp tới mình sẽ làm thêm nhiều cái video về những cái cách mà sống sinh tồn nơi hoang dã ở trong rừng á. Rất mong các bạn luôn luôn ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.